Sáng nay, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên có đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Đợt kiểm tra diễn ra trong 2 tháng từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12 năm 2022. Theo đó, sẽ tổng kiểm tra 100% cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, tập trung vào các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, cơ sở có quy mô lớn, tập trung đông người, có tính chất nguy hiểm cháy nổ cao như khách sạn, nhà trọ, cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, chung cư, nhà cao tầng, chợ, trung tâm thương mại, nhà kho, xưởng sản xuất. Đối với loại hình cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, lực lượng công an sẽ tập trung kiểm tra về đường, lối thoát nạn, chống tụ khói, ngăn cháy lan, nhất là việc sử dụng vật liệu trang trí nội thất, cách âm, đảm bảo tính chịu lửa theo quy định. Trang bị hệ thống chữa cháy, báo cháy tự động để tự động ngắt hệ thống điện của dàn âm thanh tại các phòng hát khi có tín hiệu báo cháy. Khi phát hiện các cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng chức năng sẽ kiến nghị tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở vi phạm. Công khai trên trang thông tin điện tử, phương tiện truyền thông, danh sách cơ sở bị tạm đình chỉ hoạt động, cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để chính quyền địa phương, người dân giám sát. Tại Hưng Yên sẽ tiến hành tổng kiểm tra đánh giá thực trạng việc thực hiện quy định của pháp luật đối với cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao, trong đó tập trung kiểm tra các cơ sở đầu tư kinh doanh, ngành nghề có điều kiện về an ninh trật tự, nhất là cơ sở kinh doanh karaoke, massage, quán bar, vũ trường, cơ sở cho thuê lưu trú, tạm trú, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chung cư, nhà cao tầng, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ở kết hợp sản xuất, cơ sở công nghiệp.